em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng hôm nay là em có anh Vũ với chị Trang, anh chị qua ủng hộ Kim Anh Thảo em một sợi dây với cái mặt nha, cực kỳ đẹp luôn quý khách ơi. Đây anh lựa một dây Hồng Kông trơn nha, dây Hồng Kông trơn, trọng lượng dây này là 3,5 lượng hơn nè. Anh lựa thêm một cái mặt rồi, mặt này mặt đại bàng đúc luôn, 2,3 lượng nè, cực kỳ sang luôn á. Đây dây này là em về đủ trọng lượng luôn nha, em từ mấy chỉ tới 10 mấy lượng luôn. Dây trơn là mình đeo với mặt rồi dễ, mặt đại bàng luôn, em là có đá đỏ nè, có thêm đá trắng nữa, mình có đủ màu luôn. Em đeo cho anh Vũ luôn ha. Quá trời đẹp luôn á, xuất sắc luôn nè. Đó. Thì giá sợi dây này của anh là 216.200. À, em đến đủ hóa đơn. Cảm ơn anh chị. Đây là 5 hàng kim tiền cắt máy, cái này sang lắm, vừa đẹp và vừa sang. Cái lắc này trọng lượng của nó là cỡ khoảng 6,5 kg nha các nhà. Tiếp theo là một chiếc nhẫn lò xo hoa mai, cái phong này mới vừa bị nè, đẹp lắm, đủ size đúng ngay cho kim tiền luôn ha. Này em đang đeo trên tượng trưng một chiếc trên tay đó, cái phong nhẫn nó đeo như vậy nè. Thật sự là đem nó mềm mại lắm á, bị cắn tay nhiều đâu. Chiếc nhẫn cũng là mới về luôn, thương hiệu Chanel. Cái này là dạng kim tiền, nó kết thôi lại nè. Một chiếc như vậy cỡ khoảng 1,2 kg, vừa cái tấm vừa cái máy luôn. Tiếp theo là một chiếc nhẫn dạng vàng, quyền cái máy nè. Rồi, chiếc nhẫn kim tiền đó nha quý khách nha. Kim tiền cái tấm nè. Đây, nó là dạng kim tiền trơn á. Và siêu phẩm cuối cùng là một cái sợi dây giá cánh bướm. Cái này là dây cánh bướm nha quý khách nha. Cái con dây cánh bướm này là nó là 5 chỉ 2. Bán hàng cho một sản phẩm 1,5 triệu nha bác. Đẹp ha. Cái này đeo rất là mềm mại tay luôn á, đeo lắc nó mềm dạ. Không bị cấm, không bị bỡ. Này, chiếc nhẫn này là đeo ở giữa không cô? Bên này. Trời ơi, tay trắng chưa? Trắng hơn gái nữa. Đây, chiếc này là đeo bên nào vậy cô? Đeo xương xương muốn chiếc nhẫn không ạ? Cái này là đeo bên này. Ấn trang, bên này đi. Đó. Rồi, à, tổng những sản phẩm mà hôm nay cô bé ủng hộ tiệm em là có giá trị là 57.900 nha. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Sáng hôm nay là em có lọc của chị Linh từ quận 7 ạ. Hôm nay là chị Linh đến sắm cho mình là 2 cái vòng nha. Vòng đẹp lắm quý khách ơi. Đây, em giới thiệu cho quý khách xem nè, cái vòng bảng caro. Xuất sắc chưa? Vòng bảng này là cao 9 phân nha quý khách nha. Vòng giác caro ạ.
móc mấy điều hết luôn à. Ở trên đường biên của nó là làm giúp dắt ha quý khách ha, rất là đẹp. Nhà em là cái mẫu này có từ 4 phân, 6 phân đến 8 phân, 9 phân nha quý khách nha. Một cái vòng như vậy trọng lượng của nó là một lượng lẻ 5 phân. Trời ơi xuất sắc. Này, những cái vòng cao như vậy là khóa xước và hai khóa dự phòng luôn ạ. Em xin phép em đeo cho chị luôn ha. Sáng hôm nay là chị đi mà anh xã chở xuống ra hả? Đi mình hả? Đi hai người. Dạ nè. Xe lắm. Dạ. Thôi, đi tranh thủ đi sớm để mát, trời nắng. Quá đẹp, cổ tay đeo xuất sắc. Đều mà nó vừa vặn luôn á quý khách. Nha. Rồi, một cái vòng siêu đẹp cái này quý khách ơi. À, một cái vòng này là vòng dạng lò xo bi nha. Đây. Cái này là lò xo bi. Cái này là đeo rất là hay luôn, nó là dạng quấn nha. 3, 6, 9. Vòng lò xo 9 cộng ha. Cái này trọng lượng của nó là 1 lượng 3 chỉ 2 phân mấy nha. Đây, cái này để em biểu diễn cho khách xem, đeo đẹp lắm, đeo hay lắm. Đây. Cái này là đeo quấn như vậy không quý khách ha. Nhà em cái mẫu này là nó có từ 2, 3 hàng. 3 hàng trở lên 12, 15 hàng tùy theo ý khách ha. Một màu, hai màu và ba màu luôn. Đó. Rất là đẹp. Mẫu dòng đeo model cực kỳ luôn nè. Rồi vừa vặn tay luôn đó. Rồi, tổng hai sản phẩm mà hôm nay chịu đến và ủng hộ Tiền Vàng Kim Thành Thảo có giá trị là 83 triệu 700 ngàn nha quý khách nha. Em gửi chị Linh hóa đơn. Em rất là cảm ơn chị Linh ạ. Cảm ơn chị hôm nay đã không ngại đường xa đến ủng hộ tiệm em nha. Em gửi chị. Dạ em xin kính chào quý khách Tiền Vàng Kim Thành Thảo ạ. Con chào cô Lan. Cô Lan ở đâu ạ? Ở huyện Trà Ôn. Trà Ôn. Là xa không? Xa. Là Trà Ôn ra, cô đi đây mấy tiếng? Gần Cần Thơ á. Cần Thơ. Lên đây 4 tiếng. Tối thú vậy ạ. Quý khách ơi, khách của em là gần Cần Thơ luôn. Lên đây ủng hộ em một bộ xi men nha. Với hai cái nhẫn đây. Cô Loan lựa 9 dòng. Mấy dòng cô? Hai bộ. Hai bộ. Cô lựa hai bộ xi men. Bản này là bản móc máy nha. Em quay cận cảnh cho khách mình coi em. Cô lựa hai bộ xi men. Bản này là bản 2 ly nha. Mẫu móc máy nè. Móc máy dập bi với đan sen là kiểu sao nè. Đó. Cô còn ủng hộ thêm hai cái nhẫn đây, cô lựa một nhẫn oval viền đường tắm nha, một đường tắm một đường móc máy, mẫu này mẫu đúc nha. Trọng lượng cái nhẫn này của cô là 2 chỉ. Cô lựa thêm một cái nhẫn đá đỏ nữa nè, kim tiền đá đỏ này, viền phèn kim tiền nha, một chiếc là 1 chỉ hơn. Con đeo cho cô Loan nha. Cái này cô đeo món nào này, đeo dạng thôi thôi này là nhẫn xuông tay. Cô có cái mắt tay nó đeo gì mà nó xuông ở tay nè. Quá trời đẹp luôn quý khách ơi. Trị giá nguyên bộ nữ trang của cô là gần 45 triệu ha. Con gửi cô hóa đơn. Cảm ơn cô nhiều ạ. Chúc cô thật nhiều sức khỏe nha. Em cảm ơn chị nha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Chưa hôm nay là em có chị Thúy, chị qua ủng hộ Kim Thành Thảo em một cái lắc đôi bông với cái nhẫn nha. Đây, đây là mâm vàng chị lựa. Chị lựa một cái lắc cực kỳ đẹp luôn á. Lắc phen lật tắm móc máy nè. Này. Trọng lượng lắc này là 7 chỉ hơn nha, đúc luôn hồn tắm chìm nè. Ngày xưa là quen lật chơi mất mấy thôi, bây giờ thấy tắm luôn nè, nhìn nó sang cực kỳ luôn quý khách nè. Chị lựa thêm cái nhẫn Chanel nha, Chanel đá tô ba xanh. Này. Đôi bông này là 1 chỉ hơn ha. Chị lựa thêm một cái nhẫn trơn vàng công ty 980 nha. Đó. Nguyên một bộ nữ trang này của chị. Em đeo cho chị thấy luôn ha. Cái này có sợi dây đi bộ luôn á. Nữ qua sắm thêm sợi dây nha. Lật lật cái tay lên nè. Đó, quá trời đẹp luôn á. Ngay khóa của em là em làm kim tiền luôn nè. Ngay khóa có hình kim tiền luôn. Em đeo bông tay chị luôn nha. Nhẫn luôn đi, nhẫn đeo món nào. Em giữ á. Dạ, nó cũng được luôn. Thì giá bộ này của chị là 36 triệu ha, 500. Em gửi chị Thúy, cảm ơn chị nhiều ạ.
Đây em để hộp cho chị, có đứa đeo cốc nè. Em bỏ vô luôn đây. Em ra trọng lượng mỗi cái cho chị. Rồi em rồi, em cảm ơn anh. Em xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Sáng hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc của cô Út từ quận 12 quý khách ha. Hôm nay là cô đến sắm một cái vòng và một cái nhẫn rất là đẹp nha quý khách nha. Đây mẫu hôm nay cô chọn nè quý khách. Đây là cái vòng bản caro ha. Bản caro cao 4 phân ạ. Dắt lưới ha, móc mấy điều hết luôn. Okay. Cái này là khóa xước và thêm khóa dự phòng ha. Một cái vòng như vậy trọng lượng của nó là cỡ khoảng 5 chỉ hơn nha. 5 chỉ 2 phân 7 à. Trọng lượng là theo ly tay nha, ví dụ mình ly tay với khách nhỏ thì trọng lượng có thể nó sẽ nhẹ hơn là chút ít ha. Rồi, con mượn tay Út con đeo luôn cho. Rồi. Xinh quá. Tiếp theo là một cái nhẫn kim tiền. Cái này là nhẫn dạng đồng tiền nó kết lại thành hình thôi nha quý khách. Một chiếc như vậy có khoảng 5 đến 6 phân. Như chiếc này là 5 phân 8 nè. Cái này Út đeo nó nhanh ha. Cho nó kết hợp cái này nè. Đúng rồi. Nó tiệp luôn. Nó dễ thương. Tông. Bộ sáng quá trời luôn. Cái này đeo hoài được hoài nè. Nó không có bị cũ. Sáng nha. Dạ. Đó, hai sản phẩm mà hôm nay Út ủng hộ em có giá trị là 21 triệu hơn nha quý khách nha. Đây con gửi Út cái hóa đơn. Rất là cảm ơn Út ạ. Cảm ơn Út hôm nay đã đến ủng hộ tiệm con nha. Dạ.